Thanh điệu. Tiếng Trung có bốn thanh và một thanh nhẹ. Ví dụ: A, A, Á, 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 A, 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 A. Trong đó, A là thanh 1, Á là thanh 2, Á là thanh 3, Á là thanh 4, A là thanh nhẹ. Thanh nhẹ thường được đọc dựa theo thanh điệu gốc của từ đó.